mật khẩu số tài khoản ngân hàng của anh là số pin đó, tụi em lượm được cái thẻ VIP của anh, cứ vô nó rút hết tiền đi. Nếu mà ATM đủ tiền để rút, đúng không? Con người ta văn minh mà gái cũng đẹp, nó nhìn cũng có động lực, mà hơn cái nữa là nó sàn nó xịn nữa, nó không có lắc nó không rung. Theo lớp thực hành thiết thực cụ thể trực tuyến hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn, tứ trụ Sài Gòn gym triệu đô đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn THOL. Nhưng mà nguyên tắc là chơi với Duy Nguyễn là cái đầu tính nha. Có mấy em bố cái đầu mệt chết bà nội luôn, đóng đếm mày không được, cái đầu là phải tính cho mấy em. Bài này là một trong những bài quyền thoại tập rất là đều nhóm cơ. Bài squat tụi em có thể bỏ, nhưng mà bài này không thể bỏ nha. Bài này anh đánh giá là tầm quan trọng còn ghê hơn squat. Có khi buồn buồn anh làm biến squat tôi nó dành đó mày ơi. Vô cầm cây ra đây bữa 2, 3, 4, 5 tục. Cầm 2 chứ nhiêu. Mỗi bên là... Thời ơi, cái thằng media nó để cây này thì được, cái thằng BT mà để cây này tao chửi chọc đầu luôn mà nhìn kìa. Nó đều không mấy em. Nó để vậy người ta gánh người ta vẹo xương sao. Vậy đứng sao ba. Xích sang bên anh. Xích sao nổi. Ngon xích coi. Trời ơi. Đầu không xuôi đuôi sao lọt mấy bé. Mỗi bên okay. 50 ký. Làm khó rồi tôi chết. Nè, không được rộng chân quá nha mấy em. Tay phải nằm ở ngoài. Đấy. Xong rồi đi qua đây xíu. Cuối này. 8. Gì mà. Set thứ 2 nha. 1, 2, 3, 4, 5. 50 ký nữa nè. Rồi vô. 1. Nữa. Tập bài này chó lắm. Nhưng mà có kinh nghiệm á, là tập bài này giống như em bị gió đang chọt á. Cũng tập sao nó chó kinh khủng á. Hiểu không? Gió đang chọt là không có bơm máu không? Hồi nó được chị chơi máy bởi vì bị gió đang chọt nguy hiểm á, bị ngang bị chụp. Hả? Hiểu chưa? Tức là bị chọt, ghê thì bị chụp. Hiểu sao hiểu? Nha. Ờ, chả hiểu. Mà cái gì bị chọt, cái gì bị chụp? Sống đậm nam thiên. Thấy chơi deadlift đùa sao mình 140 nghe nó nhẹ nhàng quá ha. Easy. Easy quá ha. Rồi, easy for you. Vô lên coi nổi không? Oh, em á, mỗi bên có 10 ký à. Cái gì? Mỗi bên 10 ký thôi. Really? Yes. Mỗi bên 10 ký. Thế rồi. Nhà ngủ luôn đi. Vô. Tập bài này là phải có dây kéo lưng là 001 mới chịu được. Nếu mà không có dây kéo lưng thì sao anh? Không có gì kéo lưng thì giục cái tay chứ sao. Muốn giờ muốn giữ cái tay hay là muốn giục cái tay? Bao tay rồi dây kéo lưng. Nói chứ mất tạ này cũng rất là nặng nha mấy em. Chơi đùi sao mà chơi mất này thì giang hồ nó đếm đầu ngón tay thôi. Nó nói thiệt.
Còn chơi bao đếp tinh này một cái đùng thì đó nó khác. Tao luyện về kỹ năng, về sức mạnh, độ tập trung, phản xạ cơ nhanh. Còn cái này là mình tập trung về cơ, mình hành hạ cơ, mình hãm hiếp cơ trong một khoảng thời gian dài đăng đẳng là 7 rep. Đúng không? Căng lắm, ATP nó đuối á. Mà muốn làm được chuyện đó thì phải tới phòng THOL. Tại vì phòng THOL là máy đẹp này nọ kia, nhìn cái động lực. Đúng không? Con người ta văn minh mà gái cũng đẹp, nó nhìn cũng có động lực nữa, mà phụ kiện đầy đủ mà tả thơm nữa. Mà hơn cái nữa là nó sàn nó xịn nữa, nó không có lắc, nó không rung. Đúng không? Thí dụ như mấy em tập ở phòng 200 ngàn mà ta làm mặt bằng không kỹ đó, xa lưu nó không vô cán được á. Cái chỗ lồi chỗ lõm này đang đứng cái lật xe mi cái thấy mụ. Nghe. Rồi vô đi anh. Ủa không cho nói quảng cáo hả? Vô nào nói hết sức hết điều cao bây giờ. Cái đó là nghệ thuật câu giờ đó ba, mệt thấy bà nội hà. Điều đó minh chứng cái gì? Điều đó minh chứng là đàn ông cũng có những phút yếu đuối. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt mà đổ từng dòng như sông Mekong. Về tôi Bến Tre nha. Tới 535 đây khu tập nghiệp nha. Phòng bao VIP, chủ bao vui luôn. Siêu đại loại. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Mật khẩu số tài khoản ngân hàng của anh là 8766. Số pin đó, tụi em lượm được cái thẻ VIP của anh, cứ vô nó rút hết tiền đi. 8766. Nếu mà ATM đủ tiền để rút. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.